Chào anh em nhá. Em lên sóng bán giá rẻ thanh lý cho anh em một cái đầu âm ly của hãng Kenwood, đầu rất là mỏng luôn anh em nhá. Đấy. Chơi full chức năng. Đĩa CD chơi ok, em đang kết đĩa CD anh em nhá. CD cái thứ mắt đọc nó ok hết anh em nhá. Em chuyển bài này. Đĩa là ok hết nhá. Test tính năng chơi điện thoại máy tính của nó anh em nhé. Con này hình thức nó hơi xấu tí, em bán xả các bác. Điện thoại đang bị lỗi anh em chờ tí nhé. YouTube đang bị lỗi. Rồi ok rồi. Rồi em test AUX của nó này. Con này đầu nó hơi xấu tí nên đã xả các bác chơi. Rồi em ấn cho em một nút input này nhá, chuyển về chế độ AUX này. MD này, AUX này. Đấy, chơi ok em nhé. Đĩa con này cơ ra vào nó hơi kém một tí anh em nhé. Anh em về tháo ra nghiên cứu nhé, để cái đĩa nó kẹt ở trong. Cơ ra vào hơi khó tí. Vẫn lấy được, lúc nãy vừa lấy ra để cho vào nhưng mà nó hơi khó tí. Đấy, ấn nó chưa ra này. Đấy, ấn nó kẹt trong nó không ra này, vướng gì đó. AUX thì ok anh em nhé. AUX thì là chơi ok. Đấy. Rồi quay lại CD test thử lại CD anh em nhé. Đấy. Nói chung là cơ nó bị kẹt ở trong, anh em về tháo ra nghiên cứu xem tại sao nó không ra. Giúp em. Đấy. Còn mắt đọc thì vẫn ok. Đấy, lại đọc ok đây anh em nhé. Đấy. Con này tháo vỏ ra thì nhìn thấy ở ổ nó trên cùng này rất là dễ thôi. Đấy. Bán thanh lý cho anh em cho nhanh. Rồi ok, hình thức em quay luôn nhá. Hình thức chi tiết em quay luôn. Mặt trước là nhìn tương đối là đẹp này. Mặt phải nhôm này. Đèn nó đón sáng này. Đây nó chảy tí ở đây. Chảy tí ở đây. Đấy, nó chảy tí ở đây. Đấy, chảy tí ở cái chỗ này nữa. Đấy. Đó. Thùng vách là không ván ok hết. Đấy, không móp méo gì hết anh em nhá. Đấy, có cái dây nguồn ở sau này, chỗ này dây nguồn nó bị ngắt đây này. Đây em phải đấu một cái fix ở đây. Anh em về để em tắt cái máy nữa. Anh em về anh em tắt nguồn ở đây anh em nhé. Ở đấy, đĩa lại ra đấy. Rồi để em bật nguồn lên, em cho đĩa vào đã. Đĩa lại ra rồi anh em nhé, đấy nhá, đĩa lại vào nhá. Cái dạng đĩa nó dạng đĩa hút mà. Đấy, em để luôn cái đĩa này cho anh em về nghiên cứu. Thế nhá, tắt nguồn lên anh em nhé. Đấy, tắt nguồn. Rồi, đây này anh em nhé. Cái fix nguồn này này. Đấy. Đây là em đấu tạm một cái khích để em cắm, để em ngồi số 8 để em test. Đây, nó dây đứt này, anh em về nối dây cho em nhé. Em bán xanh là đi thanh lý cho em sẽ không làm đâu, anh em về tự làm cho rẻ. Thì AUX thì anh em cắm cho em, đây ở đây có mấy cổng liền này. Đây em cắm cho em ở cái cổng đây. Đây sẽ là cổng ngoài cùng rồi nhé, bên đây phải. Đấy, như này bên trái, nhưng mà quay ngược lại thì nó bên ngoài cùng bên đây phải sát bên tay này, bên hông này. Đấy, còn cái cổng còn cổng bên này là cổng out này. Thế cổng dưới là cổng MD này. Đấy, thì chúng em chưa AUX cắm em cổng này cho em. Đây cắm ở cổng này. Đấy. Con này rắc chạm bắp chuối luôn. Đây. Anh em có thể mua thêm cái rắc chạm bắp chuối này về anh em cắm cho nó tiện. Anh em đỡ phải xoắn bằng dây, nó mất thời gian đây. Nếu không anh em tháo này ra cũng được. Xong là anh kẹp kẹp dây cũng được. Nhưng mà anh em mua cái bộ dây bắp chuối này này thì mình cắm là rất là tiện. Cắm ngập vào phát là mình chơi luôn. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy. Bộ này em bán giá rẻ thôi, mấy chục nghìn thôi. Đấy. Rồi, cái đầu âm ly này. Với tình trạng như thế nhá, CD nó hơi kẹt một tí. Đấy, tình trạng nó cũng tương đối, sơ sát cũng có nhưng cũng không nhiều. Đấy. Và anh em có thể sơn lại cũng được, hoặc cứ để thế chơi cũng ok lắm rồi, hàng bãi nó chỉ thế thôi. Đấy, em bán giá rẻ thôi, 750 đây anh em nhá. 750 anh em chuyển đủ em bao ship, anh em chuyển cọc thì các bác cọc trước 200. Có chuyển cọc thì các bác trả tiền ship. Đấy. Còn các bác cứ chuyển đủ em bao ship luôn. Đấy, tình trạng là cụ thể là như vậy. Con này có cả cổ xúc điện này. Đấy. Âm ly giáp chạm bắc chuối chiều kháng 616 ohm. Công suất âm ly là 45W này, có cả quạt thông gió này. Đấy, dây nguồn đến nước anh em về tự nối nhé, nối này đơn giản thôi. Đấy, cổng AUX anh em chơi em cổng ngoài cùng này. Đấy, còn bỏ qua ba cổng còn lại, bỏ qua hết cổng xuất điện đây. Đặc biệt con này có cả cổng USB PC, con này chơi giải mã cho máy tính này. Đấy, cái này tính năng này em về tự test nhé, em chưa test tính năng này. Đó. Đấy, anh em nào lấy được thì liên hệ Zalo của em 0975 575 262. 750 bao ship. Đấy. Anh em có thích lấy thêm điều khiển thì anh em thêm cho em 100.000 thôi.
Điều khiển này thường thường em bán lẻ 550, nhưng nếu mà em cảm phục thì em bán 100.000 thôi. Đấy, nếu em cần khiển thì thêm khiển nhé, còn không được khiển thì thôi. Và anh em lưu ý giá trên thì chưa gồm phụ kiện đi đâu anh em, chưa gồm dây rắc này, chưa gồm đổi điện đi đâu anh em nhé. Đấy, anh em những cái đấy anh em phải mua thêm. Đấy. Rồi, anh em mua hàng thì đặt hàng số điện thoại Zalo là 0975 575 262. Rồi, cảm ơn anh em.